Ngày hôm nay 26 tháng 3, Bệnh viện đa Khoa tỉnh Con Tum cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị 3 bệnh nhân chú xã Đắc Long, huyện Đắc Hà tỉnh Con Tum, bị thương do nổ đầu đạn. Hai người khác tử vong vì vết thương quá nặng. Trước đó vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 3, anh N, chú tại làng Con Đao Dốp, xã Đắc Long, chở theo một đầu đạn từ dãy về nhà bố vợ là ông A Tu ở cùng làng. Sau đó anh N dùng dao tác động mạnh vào đầu đạn khiến cho đầu đạn phát nổ. Vụ nổ đã khiến cho anh N tử vong tại chỗ và một người khác tử vong vào 19 giờ cùng ngày. Ba người bị thương nặng và đang được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắc Hà, đó là vợ, con và cháu của anh N. Hiện Ủy ban nhân dân xã Đắc Long đã hỗ trợ cho hai nạn nhân tử vong mỗi nạn nhân 2 triệu đồng và hỗ trợ cho mỗi người bị thương 500.000 đồng bệnh viện đa khoa tỉnh con tum cũng đã tạm thời không thu viện phí đối với ba bệnh nhân đang trong giai đoạn cấp cứu tại bệnh viện cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không được chạm vào những vật liệu nghi là có chất nổ khi phát hiện những vật liệu có hình thù giống bom đầu đạn thì người dân cần trình báo ngay đến chính quyền địa phương để kịp thời xử lý không để xảy ra hậu quả thương tâm vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ